Số trời định sẵn, giác vàng, sáu con giáp sau đây rủ sạch những xui xẻo để đón vận giàu sụ trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão, dưới sự hậu thuẫn của các tinh có thể trở nên giàu có, cũng như hổ mọc thêm cánh, đánh đầu thắng đó, vờ vét hết lọc lá của thiên hạ. Sáu con giáp sau đây rủ sạch những xui xẻo đón vận giàu sang vào năm 2023. 1. Tuổi Dần. Thoát khỏi năm hạn tuổi, người tuổi Dần có thể đón nhận bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm mới 2023. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, những chủ hộ sẽ có thêm cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về đầu tư kinh doanh. Vốn vị, người tuổi Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên, người tỉnh không bằng trời tỉnh, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kèm kẹp của vận xui, bỏ công, bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch được những kết quả gì. Thật may, vì ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2022 trước đó, thì những chủ hộ vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện, sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng bởi như vậy, bước sang năm Quý Mão 2023 này, người tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chỉnh năng lực bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể sẽ không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, người tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh thì được thần tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng quan trọng. Còn những người đang theo nghề trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thể người tuổi Dần ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Đặc biệt, nếu mua bán bất động sản trong năm 2023, tiền trong túi của người tuổi Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào với người tuổi này. Bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Xin chúc mừng những người sinh năm con hậu. 2. Người tuổi Sửu. Các tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu lớn trong năm 2023 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một trang mới. Đặc biệt nhờ có thần tài trong năm, tài lộc của những chú trâu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có được quý nhân phù trợ nên làm đến đâu thẳng đến đấy, nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, người tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc vào năm Quý Mão này và đạt thành công lớn, tài lộc ngày càng dồi dào. Thường ngày, bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi bị hạn chế và bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân, tập trung làm tốt công việc của mình. Những người tuổi Sửu có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi. Tử vi năm 2023 dự báo rằng vận trình của những chú trâu được quan hệ tương sinh với thái tuế và được nhiều các tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi cũng cho thấy bước sang năm Quý Mão, bản mệnh với những việc làm ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an.
Nhờ cách đối xử hiền hòa với mọi người, xung quanh người tuổi Sửu được nhiều người yêu mến, ít gặp những chuyện thị phi. Có thể bạn chưa biết, nhưng trong vòng 2 năm tới, người cầm tinh con trâu sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hành thông, tài lộc cứ ung ung đổ về nhà. Bạn có thể được nhận một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Người tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà con đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến lên. 3. Tuổi Tỵ. Đối với tuổi Tỵ rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hành thông, tài lộc cứ thế ung ung đổ về nhà. Trong năm Quý Mão 2023, tiền tài của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà con đường tài lộc của người tuổi Tỵ càng ngày càng tăng tiến. Trời phủ cho con giáp này không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sản xuất mà còn may mắn có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình mong muốn. Cũng chính bởi tham vọng này, tuổi Tỵ có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Đặc biệt, người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề của mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao, bởi vậy thời gian tới bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung, người tuổi Tỵ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẵn chẳng có gì có thể khiến bạn tụt dốc trong thời gian này. Tài chính của bạn sẽ tăng nhanh đến không ngờ. 4. Tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất năm Quý Mão, một năm nhiều may mắn, tình tiền cùng phất mạnh. Người tuổi Tuất khi bước sang năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng có thể bù lại cho những tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả lại không được như ý muốn. Cảm giác chán nản và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ càng ngày có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai có được thảm đỏ đến thành công, ai cũng phải đều trải qua những gian nan thử thách hết cả. Tử vi năm 2023 này cho thấy sóng gió sẽ rèn rũa người tuổi Tuất bản lĩnh và đanh thép hơn. Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới, những người tuổi Tuất sẽ thấy rõ vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có các tinh soi chiếu nên những người sinh năm người tuổi Tuất tự mình kinh doanh làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát triển không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 này thì không nên bỏ lỡ. Nhìn chung, năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội mới đối với con giáp này. Về công việc, có khi có những thay đổi lớn đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để cuộc sống viên mãn sau này.
Không chỉ thuận lợi trong việc kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi ở việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này. Năm tuổi Mão cũng là một trong số những con giáp đổi vận giàu to năm 2023. Tuổi Mão quả thật chính là chứng minh cho câu nói đức năng thẳng số. Xem tử vi tuổi Mão năm 2023 cho thấy vốn gặp hạn năm tuổi, thách thức cho đón con giáp này là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng. Song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mạng đã an bài. Con giáp này dùng chính sự nỗ lực, chăm chỉ và nghị lực quyết tâm của mình để giành lấy thắng lợi. Sẽ có những thời điểm người tuổi Mão bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại còn khá thiếu hụt. Cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến bạn bỗng sinh nghi ngờ về con đường mình đang theo đuổi. Song cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi tuổi Mão sẽ vực dậy mình lại rất nhanh. Thực tế là vận trình xuyên suốt năm không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đường sổ nắm bắt. Khi đã tìm được cách thích nghi linh hoạt, những chú mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt. Tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Các tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón các khí tới. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Đường quạnh tài cũng khá rộng mở. Tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thật chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Chính vì lẽ đó, dù cuộc sống có những thăng trầm, nhưng bạn vẫn cứ tự mình vượt qua sau tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi, phát triển bản thân ngày một mạnh mẽ hơn, thì chẳng lo cuộc sống không quen trả lại cho bạn những điều tốt đẹp đầy xứng đáng. 6. Tuổi Mùi. Tử vi năm 2023 của tuổi Mùi hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành đối với những chú dê. Được cục diện tam hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tiền tài, vận may cũng ngược xuôi, tiền đầu vào đấy. Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm Quý Mão vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Chưa kể, bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tài lộc. Dù trước đó đời sống của con giáp này cũng gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố, tuy nhiên vận số của bạn không phải là quá tệ. Đặc biệt trong năm Quý Mão này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp một khoản đáng kể cho tương lai. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Những chủ dê vẫn đang có thấy những cái duyên buôn bán khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận càng tăng lên nhanh chóng. Thực tế là người tuổi Mùi rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng với tính cách chắc chắn, thành thật, nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải giàu sau một đêm. Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế mà tăng gấp đôi gấp ba lần. Đồng thời, các khoản chi phí trong năm cũng không quá nhiều, nên người tuổi này sẽ có trong tay khối lượng tiền bạc kết xu. Có thể thấy trong tiến trình phát triển của năm 2023 này, con đường tiền tài của người tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu những chủ dê đang ấp ủ những dự định, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến những tham vọng thành hiện thực. Bạn sẽ cảm thấy rõ ràng thời cơ đến với mình càng nhiều hơn. Hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của bạn.
Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong khoảng thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ và tiền tài. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.